Vâng, cửa hàng Milo xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong video ngày hôm nay, thực ra đối với mẫu sản phẩm này em về được 2 hôm rồi, nhưng vì là công việc bận em chưa review được các bác, thì hôm nay tiện ra cửa hàng thì có một chút em mới xuất ra cửa hàng được 20 chiếc. Thì mỗi chiếc thì nhà cung cấp họ cũng phát cho cái tem này kích hoạt này các bác này. Tem kích hoạt thì em sẽ dán sau nhé. Đấy, vì sao nhiều khi các bác mua những bản như CB600 cũ bên Hiếu Minh ấy, thì là em quên lười không dán cái tem ở đây. Nhưng thực ra là mỗi lần người ta hãng người ta phát cho em, nhưng nồi mẫu này em sẽ dán sau và dán cho các bác đây. Thì em quay nguyên mộc về vừa về đây. Thì hôm nay một mẫu lân tiếng mới nhất của TDA Autic, đó là CB600 Ultra. Thì báo cáo bác đây là phiên bản 2020 đúng nhá. Đây, 25 tháng 8 2020, phiên bản mới nhất vừa về hàng phục vụ các bác của anh em. Thì đối với phiên bản này thì so với phiên bản cũ thì về chất âm là chất lượng thì như em đánh giá là như nhau các bác nhá. Nó sẽ là cải biên ở rất nhiều đặc điểm phía đằng trước để nó tránh tình trạng làm giả, làm nhái. Thứ nhất là đối với phiên bản này thì các bác nhìn về giao diện nó thì nó nhìn một cái gì đó nó rất là chắc chắn đúng không ạ? Cực kỳ chắc chắn, khỏe. Như cái lưng cảm tưởng nó có độ khỏe của cái lưng. Thì cô với thiết kế khung này là khung nhôm. Mặt này mặt nhôm nhá. Khắc rất chi tiết TDA Gutix. Mặt đằng trước thì nó sẽ có một cái màn hình LED hiển thị chữ của hãng các bác nhá. Với các nút ấn cũng trau chuốt hơn rất nhiều. Mặt này mặt mica pha gương, hai nút tổng đó nhá, rất là đẹp. Nói chung là nó đã thay đổi phần giao diện một cách khác biệt hẳn, và nút nguồn mềm, ấn khá là mềm ở phía đằng hông bên tay phải đó. Và cũng báo cáo bác thì đối phiên bản này thì số lượng bên Hiếu Minh về rất là nhiều, nên là trong video này cũng báo cáo bác thì các bác hãy liên hệ trực tiếp để được giá tốt nhất cho nhá. Nói các mẫu lưng tiếng nói chung trên thị trường hiện như bên đơn vị Hiếu Minh đều có bán từ những sản phẩm như TD này, hay là DB này, hay là Idol này, hay những sản phẩm của Trung Quốc. Thì như bọn em đã xóa sổ những sản phẩm của Trung Quốc, vì cũng chia sẻ với bác những sản phẩm của Trung Quốc thì giá thành nó rất là rẻ. Như em thấy thôi, bán 600 chiếc lưng thôi, nhưng cái chất lượng thì nó sẽ không để bằng những sản phẩm hãng này được. Nói chung là tiền là vải đó, nhưng cùng là sản phẩm hãng này thì bên Hiếu Minh sẽ cam kết cho bác đến mức giá tốt nhất trên thị trường. Và các bác cùng ngắm lại một lần nữa đối với hình thức bên ngoài, em sẽ quay sát hơn một chút nhé với ống kính. Đây, TDA Acoustics với 4 lúm chỉnh của lao là bát, tun, trung và longitudinal, và cái phần 2 là của chép bác nhé. Đây là phần chia cho kênh 1, channel 1 này, và cái phần bypass của kênh 1 bác nhé. In này. Đã khuếch đại tổng bác nhé. Còn đây phần mé khuếch đại nhánh từ 50Hz lên 100Hz, nghe nó đắp bồ đôi đấy các bạn. Nói chung là cái điểm nhấn và điểm kết thì mẫu này thì mới về. Về chất âm thì nó em vẫn đánh giá là như cũ, nhưng mà đối mẫu chất CD600 này là nếu mà xếp hạng trên thị trường là mẫu lưng tiếng cho chất âm hay, sánh ngang với sản phẩm Idol của Việt Nam, là hai mẫu lưng tiếng em đánh giá khách quan cao nhất. Còn tiếp đó là mẫu của Lex Acoustic thì được đánh giá xếp thứ 3. Đó, cổ hãng nào em cũng bán, nhưng cái mẫu nào hay hơn thì em nói hay hơn. Đối mẫu này thì nó về như phiên bản 2020 này sẽ thay đổi thì như em nói rồi. Phần giao diện này nhìn sang trọng, đẹp đẽ, lịch lãm hơn rất nhiều. Và mức giá vẫn ưu đãi cho các bác, mức giá tốt cho anh em. Đây, để cho em chính hãng nhé. Còn cái tem mã kích hoạt đây thì hãng phát cho em đây. Như ở ngoài này em sản xuất 20 chiếc thì có 20 chiếc tem. Đó. Đấy, quá phải soạn tin của mã cào này. Check gửi cho hãng nhé. Cái gã cào dưới lên dưới này. Đó. Phía sau thì cũng thay đổi một số, còn là màu mè một chút. Và phía gom ở đây, đường gom của nó tín hiệu từ xử lý tường hoàng hoa sen của cổng súp này. Và của cổng tín hiệu đầu ra bằng hoa sen và tín hiệu đầu vào hoa sen. Thì đối với mỗi tín hiệu đầu ra cũng vậy, nó sẽ san chéo nhau, với như đường in thì đánh dấu để cho bác có thể dễ phân biệt hơn. Nên là nó sẽ khác với phiên bản cũ là cái nhà sản xuất họ đã có sự đánh dấu để nó khác biệt hơn một chút, đó là để các bác nhận diện giữa đường ra đường vào. Ví dụ như đường vào là đường đây đánh dấu màu đen, ví dụ đang em đang ở đường ca lông nhá, màu đen. Nếu đường ra thì bằng ao của đường ra là bằng cái rắc màu xanh này. Đấy, màu xanh. Còn đây nó ba a đường ra của cổng súp, nó ghi rõ súp bát đây, rất rõ ràng cho bác anh em nhé. Đó. Kia kiên. Đó. Thì trong video này, trong buổi chiều hôm nay, em review lại đúng mẫu sản phẩm
TD CB600 Ultra này, TB 800 Ultra này. Thì anh em có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ trực tiếp bên cửa hàng Minh qua cho tôi online hoặc đến cơ sở bên Hiển Minh 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội các bác nhé. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.